chương 751, số lượng không đúng. Lữ Thiếu Khanh vui tươi hớn hở, tuyệt không không vui, nàng nhóm ngoan ngoãn đem linh thạch đưa tới. Không có ý định chơi xấu sao? Sau đó sờ lên cầm, đối thôi thanh ba người hảo cảm tăng nhiều, xem ra cái này ba tiểu nữ coi như coi trọng chữ tính, không tệ, không tệ, ta ngược lại đối nàng nhóm có mấy phần hảo cảm. Sau khi nói xong, cảm khái một tiếng, người tốt, quy nhân đây này. Đàm Linh kinh bỉ, có tam thánh tử làm đảm bảo, nàng nhóm ai dám quyệt nợ coi như thôi gia lập tức thua lỗ ba ngàn vạn mai linh thạch bọn hắn cũng không dám quyệt nợ tam thánh tử huyên là thánh chủ thân đồ đệ đại biểu cho thánh chủ không nể mặt mũi tam thánh tử liền đại biểu cho không cho thánh chủ mặt mũi thôi gia còn không có như thế lớn lá gan đối thánh chủ bất kính lại thêm hiện tại thôi gia lão tổ bế quan không ra thôi gia lực ảnh hưởng giảm xuống rất nhiều có rất nhiều người đối đệ tam trưởng lão vị trí nhìn chằm chằm dưới cục diện như thế thôi gia lại không tình nguyện cũng không dám quyệt nợ đánh huyên mặt Đàm Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh trong lòng tự hồ có chút hiểu được. Nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhất định muốn gặp đến Thôi Thanh, là nghĩ đến nhường Thôi Thanh thề, từ đó không để cho nàng có dũng khí quyệt nợ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ, không có biện pháp, tiền mồ hôi nước mắt, không dễ kiếm A. À. Bất quá gặp đệ tam thánh tử, có huyên làm đảm bảo, tuyệt đối phải so Thôi Thanh thề tốt hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh lại cười hì hì không thừa nhận, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tin tưởng Thôi Gia cùng ba cái kia cô nàng A, à, tin tưởng bọn hắn tuyệt đối sẽ không quyệt nợ. Đàm Linh trong lòng kinh bỉ, cái này gia hỏa, cũng không biết rõ câu nào là thật câu nào là giả. Nàng lười nhát tiếp tục dây dưa vấn đề này, nàng nói, số lượng đối A. À. Lữ Thiếu Khanh lại nghiêm túc nói, không đúng. Không đúng. Đàm Linh lấy làm kinh hãi, hẳn là thôi thanh nàng nhóm quyệt nợ rồi. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Đàm Linh đưa tay, ta cho ngươi mượn 100 vạn mai linh thạch cùng lợi tức, ngươi không cho ta. Hỗn đảng. Đàm Linh hung tợn trừng mắt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Đàm Linh không nói lời nào, cảnh giác lên, không thể nào, ngươi sẽ không cần làm như thế không có phẩm sự tình a. À. Ba cái kia cô nàng cũng không quỵt nợ, ngươi muốn quỵt nợ. Diễu trưởng lão biết rõ, sẽ không đánh chết ngươi sao? Ngậm miệng. Đàm Linh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh càng nói càng thái quá, nàng cọ sát lấy răng, quát, đừng ép ta thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh không sợ cường quyền, cứng cổ, dù là ngươi muốn giết ta, ta cũng không thể để ngươi mờ ám ta Linh Thạch. Đàm Linh có như vậy một nháy mắt, thật không muốn đem Linh Thạch cho Lữ Thiếu Khanh. Mỗi ngày linh thạch, linh thạch. Linh thạch là cha ngươi mẹ sao? Đàm Linh phẫn nộ đem một cái trữ vật giới chỉ ném cho Lữ Thiếu Khanh, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cho đập chết. Lữ Thiếu Khanh tiếp nhận xem xét, đầu tiên là cười, nhưng rất nhanh còn nói, không đúng, số lượng vẫn là không đúng. Đàm Linh không tin, sụ mặt, nói, xem như cho ngươi mượn 100 vạn mai linh thạch, còn có 10 vạn mai tính toán lợi tức. 10 vạn mai linh thạch là lợi tức, Đàm Linh cảm thấy có thể. Đây là 10 vạn lợi tức, nàng cho Cam Tâm Tình nguyện. Lữ Thiếu Khanh cũng coi là giúp nàng một chuyện, không đến mức nhường nàng khó xử xuống đài không được, mà lại thu hoạch được gần 200 vạn linh thạch, còn có thể đánh thôi thanh mặt của các nàng, trong lòng thư sướng thống khoái. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lợi tức đến 30 vạn. Đàm Linh nghe xong, cả người sôi trào lên, từng sợi tóc bay múa. Tức giận đến nàng xuất ra vũ khí, giơ lên, đối Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh không hợp thói thường, nhưng không nghĩ tới như thế không hợp thói thường ba thành lợi tức, cho vay nặng lãi người nghe đều phải rơi lệ. Lữ Thiếu Khanh vô tội nháy mắt mấy cái, ngươi kích động như vậy làm gì? Hiện tại là xã hội văn minh, không muốn động một chút lại kêu đánh kêu giết. Ngươi hung hãn như vậy, sư phụ ngươi biết không? Xem chừng không gã ra được. Đàm Linh giận quá, ta bưu hãn. Tại gặp được trước ngươi, thánh địa đông đảo đệ tử bên trong, liền coi như ta ôm nhu hiền thuật. Còn có, ta lấy hay không lấy chồng ra ngoài, liên quan gì đến ngươi? Bớt ở chỗ này cho ta kéo khác, ngươi lại cho ta nói một chút, lợi tức bao nhiêu. Đàm Linh lớn tiếng uống vào, đồng thời lung lay trong tay trường cầm, lúc nào cũng có thể sẽ cho Lữ Thiếu Khanh đến trên một cái. Phản ngươi, biết rõ ngươi lợi tức sẽ rất cao, nhưng không nghĩ tới sẽ cao như vậy. Cho vay nặng lãi phóng tới trên đầu ta tới, ta đánh không lại ngươi liền cho rằng ta dễ khi dễ đúng không? 30 vạn Mai Linh Thạch A, à, Lữ Thiếu Khanh không nhìn Đàm Linh uy hiếp, nghiêm túc nói, ta cho ngươi ưu đãi. Ưu đãi cái đầu của ngươi, hỗn đảng, Đàm Linh nhịn không được, bạo to, cũng là nói nghiêm túc, ta thật muốn đánh chết ngươi cái này hỗn đảng. Ba thành lợi tức, còn nói ưu đãi. Ta cho là ta cho ngươi một thành lợi tức ta đã rất có lương tâm. Không nghĩ tới ta còn là đánh giá thấp ngươi không có lương tâm. Đối mặt Linh Thạch, Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, dũng khí mười phần, cưỡng ngực nói, coi như ngươi đánh chết ta, cũng phải trước tiên đem 20 vạn mai Linh Thạch cho ta. Mã Đức, cái này hỗn đảng không cứu nổi. Đàm Linh trong lòng nhịn không được trên rỉ một tiếng. Nàng cắn răng, ngươi đã nói sẽ ít thu ta lợi tức. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở nàng, ngươi nói ngươi không làm, cho ngươi cơ hội ngươi sẽ tầm không được, chỉ có thể trách chính ngươi. Đàm Linh tức chết, cũng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ta ra tay giết đánh lén người, Ngươi đừng là nhìn không thấy. Lữ Thiếu Khanh nói, đó là ngươi tự mình xuất thủ, ta cũng không có yêu cầu ngươi xuất thủ, lại nói, ta cũng có biểu thị a. À. Cái gì biểu thị? Đàm Linh có mấy phần kỳ quái, ngươi lúc đó có cái rắm biểu thị. Ta làm sao không nhớ rõ. Tạ ơn a, à, Lữ Thiếu Khanh thành thành thật thật như là một cái trung thực chất phát người nói, lúc ấy ta nói tạ ơn, đối ngươi xuất thủ biểu thị ra cảm tạ. Đàm Linh ván đầu một cái, kém chút từ trên trời rơi xuống. Lúc ấy nàng liền kỳ quái, Lữ Thiếu Khanh còn có thể nói tạ ơn. Khiến cho nàng lúc ấy còn có chút thủ sủng nhược kinh, có thể bị Lữ Thiếu Khanh cảm tạ người cũng không nhiều a. À. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là đem Lữ Thiếu Khanh mơ mộng hảo huyền quá. Một câu tạ ơn liền đuổi nàng, Linh Thạch nơi này một bước cũng không nhường. Đàm Linh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nghĩ nghĩ, xuất ra hai mươi vạn mai linh thạch treo nâng ở trong tay lữ thiếu khanh nhãn tình sáng lên hướng về phía đàm linh giơ ngón tay cái lên thống khoái đại ký đây mới là thánh địa đệ tử khí độ nên có không muốn học người tính toán chi ly dễ dàng bị người khinh bỉ đàm linh không vội mà cho lữ thiếu khanh đối với hắn nói ngươi nhất định phải nói nhảm nhanh không phải vậy ta đánh cái mông ngươi hỗn đảng đàm linh sắc mặt đỏ bừng nổi giận đùng đùng nói ngươi có dũng khí muốn ngươi cũng đừng nghĩ lấy theo ta lên thánh sơn không có việc gì lữ thiếu khanh đã sớm nghĩ kỹ đường lui đến thời điểm ta cùng tam thánh tử đi lên là được rồi đàm linh hơn khí lập tức đem linh thạch thu lại xoay người rời đi lữ thiếu khanh hô to làm gì quyệt nợ sao không sai ngươi đến đoạt đi hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 752, nhưng hắn nhìn xem các ngươi. Xấu, xấu, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía đàm linh bóng lưng kêu to, ngươi thật xấu, đến thời điểm ta nhất định phải nói cho sư phụ ngươi. Đàm linh đắc y ly khai, Lữ Thiếu Khanh tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Hắn ngược lại là nghĩ đến xuất thủ, nhưng là lục phẩm vũ khí, đánh nhau, rất phiền phức. Mà lại, Đàm Linh đem linh thạch thu lại, hắn cũng không thể đem Đàm Linh cho đánh chết cướp đoạt những trữ vật. Ai, ta chán ghét thánh địa đệ tử. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, ưu thương không thôi. 20 vạn linh thạch cứ như vậy không có. Lữ Thiếu Khanh ưu thương một một lát về sau, đem xuyên giới bàn lấy ra. Quát to một tiếng, phá kiếm, trở về. Mặt quân vẫn chưa về, xuyên giới bàn liền truyền một cổ y niệm, nguyện y nhận Lữ Thiếu Khanh làm chủ. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ vốn cho rằng còn phải lại phí một chút công sức, không nghĩ tới xuyên giới bàn thống khóa như vậy. Hẳn là tự mình nghĩ thông suốt. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, coi như có chút nhãn lực, biết rõ ta cái này đại suất ca tiềm lực vô hạn, tương lai thành tựu không thể đoán trước đi. Lữ Thiếu Khanh thần thức dọc theo người ra ngoài, trên xuyên giới bàn lưu lại tự mình lạc ấn. Lập tức, một cổ đặc thù cảm giác chợt lóe lên. Xuyên giới bàn tại trong tay hắn có chút nhảy lên, để lộ ra thân cận cảm xúc. Hô Mặt quân kiếm cùng vô khâu kiếm rơi xuống từ trên không, đồng loạt dừng ở trước mặt hắn. Mặt quân cùng vô khâu riêng phần mình đứng tại trên chui kiếm của mình. Lão đại, có chuyện gì sao? Lữ thiếu khanh nhẹ nhàng vỗ xuyên giới bàn, xuyên giới bàn khí linh tiểu nam hài xuất hiện. Lữ thiếu khanh đối mặt quân cùng vô khâu nói, hai người các ngươi cởi quần cho hắn nhìn xem. Lập tức, thiên địa đều tỉnh. Bên cạnh tự hồ nổi lên một trận gió, hô hô cúng lên lá rụng rời đi, tự hồ liền gió cũng thẹn thùng không thôi. Mặt quân kêu, lão đại muốn làm gì mặt quân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không hiểu vô khâu thì mặt mũi tràn đầy đỏ lên về phần xuyên giới bàn khí linh thì sạm mặt lại thậm chí hối hận nhận chủ quan thiên hóa nhật trước mắt bao người muốn người không đúng muốn khí linh cởi quần bị những người khác hoặc là khí linh gặp được ngày sau còn thế nào gặp người lữ thiếu khanh đối mặt quân nói cái này gia hỏa không tin các ngươi là con trai không tin khí linh có nam nữ có khác cởi quần cho nó nhìn xem ai ta quả nhiên là người tốt đối với thủ hạ tiểu đệ sự tình tận lực thỏa mãn. Nhìn xem mặt quân hưng phấn muốn cởi quần, xuyên giới bàn khí linh vội vàng hô hào, không, không cần, ta, ta tin. Không cần cởi quần, nó cũng có thể cảm thụ được mặt quân cùng vô khâu dương cương chi khí, ổn thỏa nam hài tử. Không giống nó, mặc dù bề ngoài giống nam hài tử, trên thực tế nó là không giới tính phân chia. Mặt quân trên mặt lộ ra mấy phần thất lạc, hỏi khí linh, thật không cần. Ta đây là nể mặt lão đại, đến thời điểm ngươi muốn nhìn ta cũng không cho xuyên giới bàn khí linh vội vàng khoát tay biểu thị thật không cần cái này sự tình cán bộ không cần cởi quần liền có thể minh bạch mặt quân thấy thế càng thêm thất lạc buông ra nếu lấy quần lót tay ai vô khâu hỏi xuyên giới bàn ngươi tên gọi là gì khí linh lắc đầu không có danh tự bất quá các ngươi có thể gọi ta giới mặt quân cùng vô khâu cũng phân biệt nói ra tên của mình mặc dù hai thanh kiếm chỉ là ngũ phẩm cấp bậc nhưng giới lại có thể cảm nhận được bọn chúng cường đại để nó trong lòng thầm giật mình tự mình cái này mới nhận chủ nhân không đơn giản a. À? Lữ thiếu khanh đem xuyên giới bàn cầm về, hỏi giới, tin chưa? Thật không biết rõ ngươi cái này lục phẩm khí linh là thế nào lẫn vào, liền điểm ấy thường thức cũng không biết rõ. Giới trên mặt có chút không nhịn được, tự mình dù sao cũng là lục phẩm khí linh, nó ưỡn ngực, tại hai cái ngũ phẩm khí linh trước mặt biện giải cho mình một phen. Ta đẳng sinh linh trí về sau, vẫn luôn là bị chôn sâu dưới mặt đất, bị người móc ra về sau, đi theo người thực lực cũng không mạnh, bọn hắn liền thôi động ta cũng làm không được, về sau gặp đời trước chủ nhân nhưng hắn chỉ là dùng ta vừa đi vừa về yêu giới cùng nhân giới ta cùng ngoại giới tiếp xúc thời gian ít càng thêm ít căn bản không biết những chuyện này giới thuyết xong sau còn nhìn thoáng qua bên cạnh mặt quân cùng vô khâu chỉ sợ hai cái này gia hỏa trò cười nó bất quá nó là suy nghĩ nhiều mặt quân cùng vô khâu đối với nó rất hiếu kỳ ngay tại bên cạnh ngồi hàng hàng nhìn xem nó lữ thiếu khanh biểu môi không kiến thức liền không kiến thức thừa nhận không mất mặt tốt trở lại chuyện chính ngươi có thể hay không để cho ta trở lại nhân giới giới hỏi, chủ nhân, ngươi có cụ thể tọa độ sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nếu là hắn có cụ thể tọa độ, hắn đều có thể bố trí truyền tống trận chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hối hận, sớm biết rõ lúc ấy liền làm mấy cái tọa độ liền tốt. Trên tay hắn có mấy cái yêu giới tọa độ, nhưng hắn hiện tại không có ý định đi yêu giới. Nói đùa, trước mắt xuyên giới bàn là hắn theo liễu xích trong tay giành lại tới, liễu xích khẳng định khí trên đầu, chạy tới, không phải tự chui đầu vào lưới sao. Không có tọa độ, giới nói, chỉ có thể đại khái truyền tống nhưng là sẽ có rất lớn sự không chắc chắn mục đích ngẫu nhiên nguy hiểm không rõ dừng một chút nhìn thấy lữ thiếu khanh vẻ mặt đau khổ giới thân mật nói đương nhiên nếu như chủ nhân thực lực đạt đến luyện hư kỳ có thể làm được dễ dàng không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm lữ thiếu khanh nghe vậy càng thêm ưu thương yên lặng ngẩng đầu lên ưu thương nhìn xem bầu trời nếu là hắn có luyện hư kỳ thực lực trực tiếp trên thánh sơn cướp sạch thánh chủ chỗ nào cần phải ở chỗ này nghĩ biện pháp an bài đường lui bất quá ngẫu nhiên truyền tống cũng tốt hơn không có, thật gặp phải nguy hiểm, cũng chỉ có thể đụng một cái. Hiện tại tạm thời coi xuyên giới bàn là độn hư mặt tinh phù đến dùng đi. So với độn hư mặt tinh phù duy nhất một lần, xuyên giới bàn có thể lặp lại sử dụng. Đây cũng là một tin tức tốt đi. Bất quá nghĩ đến tự mình là như thế nào đem xuyên giới bàn đoạt đến trong tay, Lữ Thiếu Khanh đối giới nói, về sau ngươi đóng cửa thời điểm nhanh một chút, không nên bị người nửa đường cho đoạt. Giới im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nó nói, nếu có nguy hiểm, ta có thể càng nhanh, nhưng là ai muốn lấy được ngươi lại đột nhiên xuất thủ. Liễu xích cùng Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ thù hận, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên cướp đoạt xuyên giới bàn. Nếu là có phòng bị Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa cũng làm không được. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, đối với nói, ngươi phải hảo hảo luyện một chút, sức chiến đấu kém đến so sánh. Ngay cả ta cái này Nguyên Anh Kỳ cũng đánh không lại, gặp được mạnh hơn làm sao bây giờ. Ngươi bị cướp, ta chọc ai muốn đi. Giới kinh ngạc, ta cũng không phải chiến đấu pháp khí, ngươi để cho ta làm sao tăng lên sức chiến đấu ngay tại giới nghi ngờ thời điểm lữ thiếu khanh đối mặt quân cùng vô khâu nói cho ta hảo hảo huấn luyện nó mặt quân trong mắt lộ ra tinh quang vỗ ngực phát ra phanh phanh tiếng vang lão đại yên tâm giao cho ta đi vô khâu không nói lời nào bất quá trên mặt biểu lộ đã nói rõ hết thảy giới nhìn xem hai cái hưng phấn kiếm linh trong lòng nhảy một cái hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 753, Ngươi là biến thái. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng thời gian trong chớp mắt. Trên thánh sơn thời gian cũng đến. Đàm Linh sáng sớm liền đi tìm Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn. Mặc dù bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nghiến răng, nhưng nàng vẫn là dựa theo ước định, đem lữ thiếu khanh mang lên thánh sơn đi dạo đương nhiên lớn nhất nguyên nhân nàng muốn cho sư phụ hù dọa một chút lữ thiếu khanh ai bảo lữ thiếu khanh đem nàng tức giận đến muốn thổ huyết bất quá nàng vừa tới còn không có đến gần liền nghe được lữ thiếu khanh thanh âm truyền đến mã đức nói bao nhiêu lần để ngươi khiêm tốn một chút ngươi hắn a ngược lại tốt trực tiếp đi ở giữa tìm đánh sao thanh âm tràn đầy oán khí cách thật xa đàm linh đều có thể cảm thụ được trong đầu cũng muốn lấy được lữ thiếu khanh bộ kia oán khí tận trời bộ dạng kế ngôn nhàn nhạt nói, lần này cũng liền hai cái thực lực có thể người. Đối kế ngôn mà nói, một vĩnh cùng kiếm nhất có thể được xưng là đối thủ, những người khác không chịu nổi một kích. Ngu chết rồi, Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi cùng hắn liều cái gì? Đem tự mình trị thành một thân tổn thương, còn phải muốn ta chiếu cố ngươi. Thật muốn đem ngươi cái này cặn bã chôn. Trải qua nửa tháng tu dưỡng, kế ngôn khôi phục không ít, một thân khôi phục thực lực hơn phân nữa. Sau đó còn phải tỉnh dưỡng một hai tháng mới có thể triệt để khôi phục nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, hiện tại kế ngôn như thế hư, đến thời điểm có việc, hắn được. Dạng này thời gian không phải hắn muốn thời gian. Hắn muốn thời gian là, có việc kế ngôn bên trên, có chỗ tốt hắn đi vớt. Lữ Thiếu Khanh lời nói thấm thía liếu lo không ngừng dạy dỗ kế ngôn, biết rõ ngươi dũng, biết rõ ngươi mãnh liệt, biết rõ ngươi ngư bức, nhưng đầu óc ngươi cũng có vấn đề sao. Đánh bại kiếm nhất, bị thương, chạy trước sẽ chết A. Tại nguyên chỗ trang B, lần này coi như số ngươi gặp may, không có bị người đánh chết lần sau lại có loại này tình huống ta cái thứ nhất xông đi lên đánh chết ngươi nha nghĩ đến kế ngôn tại nhiều người như vậy vây công phía dưới còn có thể đào thoát hắn hiếu kỳ hỏi một câu ngươi lại lĩnh ngộ được đồ vật kế ngôn gật đầu là lĩnh ngộ một điểm đồ vật lữ thiếu khanh im lặng cuối cùng thành khẩn nói ngươi cái này biến thái kế ngôn thì lắc đầu khiêm tốn không thôi nghiêm túc phản bác không ngươi mới là rất biến thái cái kia kế ngôn là ăn ngay nói thật lữ thiếu khanh ở trong mắt hắn chính là một cái biến thái sư đệ tuổi tác so với hắn nhỏ, bình thường tu luyện thời gian ít càng thêm ít. Lại vẫn đối với hắn theo đuổi không bỏ, thực lực cảnh giới chưa từng lạc hậu hơn hắn. Đây không phải biến thái là cái gì. Hỗn đảng, Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm, có người nói như vậy sư đệ sao? Kế ngôn cười ha ha, hỏi lại, có người dạng này là sư đệ sao? Có phải hay không không phục? Có cần phải tới đánh một trận? Lữ Thiếu Khanh hiện tại lực lượng 10 phần, tân tấn nguyên anh 6 tầng, nhưng hắn nói chuyện rất lớn tiếng, chọc giận ta, hiện tại liền đánh ngươi một chầu. Quen thuộc lữ thiếu khanh kế ngôn kịp phản ứng, ngươi lại đột phá. Đàm Linh nghe được cái lại chữ, trong lòng nhảy một cái. giọng điệu này nói thật giống như nháy mắt mấy cái đã đột phá đồng dạng. Đóng lấy, lữ thiếu khanh thanh âm truyền đến, vô cùng đắc y, ha ha, chúc lòng thành, ngủ một giấc, một không xem chừng đã đột phá. Đắc y ngữ khí, Đàm Linh đã trong đầu não bổ ra lữ thiếu khanh bộ kia dương dương đắc y bộ dáng. nàng lắc lắc đầu, đem cái kia ghê tởm muốn ăn đòn bộ dạng cho hất ra khoác lát da hỏa, da mặt đúng là dày. Đàm Linh không tin, bất quá kế ngôn tin tưởng, tự mình sư đệ như thế nào tu luyện, không có người biết rõ. Hắn nói, chờ ta thương lành, cùng ngươi đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh lúc này giận tái mặt, khó chịu nói, lăng. Muốn đánh gọi ngay bây giờ, ngươi nhìn ta đánh không đánh ngươi. Hiện tại cùng Lữ Thiếu Khanh đánh, ổn thỏa bị ngược. Kế ngôn thần sắc như thường, tự nhiên nói sang chuyện khác, ngươi đến nhau nhau ta làm gì. Lữ Thiếu Khanh ngồi sổng ở trên một thân cây, như cái không nghề nghiệp lưu manh, ngươi cho rằng ta nghĩ đến a, à, hôm nay được Thánh Sơn, ta là sợ ngươi ở chỗ này không tu luyện được biết thời gian. Có cái gì muốn bế quan lĩnh ngộ, đến Thánh Sơn lại nói. Nói cô nàng nói phía trên linh khí càng thêm dồi dào, ngươi tranh thủ thời gian cho ta sửa chữa phục hồi. Kế Ngôn không nói gì, hắn đối với cái này không có để ý. Tham gia tỷ thí, mục đích chủ yếu là cùng cao thủ so chiêu, tăng lên chính mình. Kế Ngôn nhìn thoáng qua, Đàm Linh thân ảnh đã xuất hiện ở phía xa, bất quá dừng ở chỗ ấy cũng không đến. Lữ Thiếu Khanh tự hồ không biết rõ Đàm Linh tới, hắn lại nói, cũng không biết rõ nói cô nàng có thể hay không thừa cơ đã kích trả thù, tìm nàng sư phụ, cho nhóm chúng ta phía dưới hắc thủ, không cho nhóm chúng ta trên thánh sơn. Hắn ác y suy đoán lên Đàm Linh, ngô, có rất lớn khả năng, chờ một chút còn không thấy người, ta đi tìm tam thánh tử là ta chủ trì công đạo. Hỗn đảng. Đàm Linh nhịn không được, trực tiếp giết tới. Vốn còn muốn ở bên cạnh nghe một chút, xem có thể hay không theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau tìm tới một chút liên quan tới bọn hắn thân phận. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà đang nói nàng nói xấu, đặc biệt là tại kế ngôn trước mặt, nàng nhìn không được. Đàm Linh mặt mũi tràn đầy sát khí, nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi đang nói ai? Lữ Thiếu Khanh tuyệt không sợ, ánh mắt không thối lui chút nào, cùng Đàm Linh đối mặt, ta đang nói thiếu ta 20 vạn mai linh thạch gia hỏa. Đem ta linh thạch trả lại cho ta. Kế ngôn kinh ngạc, còn có người có dũng khí thiếu hắn sư đệ linh thạch đàm linh đây là bao lớn lá gan nói tới chuyện này đàm linh trong lòng đắc y có thể làm cho cái này hỗn đản trong lòng không thoải mái trong nội tâm nàng liền dễ chịu nàng đầu hơi rung nhẹ ánh mắt mang theo khiêu khích làm sao ngươi muốn động thủ đoạt sao hôm nay thế nhưng là trên thánh sơn thời gian ngươi có muốn hay không đi lên sư phụ ta thế nhưng là tại phía trên nha uy hiếp uy hiếp trắng trợn lữ thiếu khanh đối kế ngôn nói muốn lão bà không lần này tiện nghi ngươi ta miễn phí đem nàng khiên giường người bên trên, như thế nào? Nắm chặt thời gian sinh cái sư điệp cho ta chơi. Đàm Linh nghe vậy, mới vừa tâm tình đắc y duy trì không đến mấy hơi thở liền bị lửa giận nuốt. Hỗn đảng, ta muốn làm thịt ngươi. Lữ thiếu khanh vội vàng chạy đến kế ngôn bên người, lợi dụng kế ngôn làm bia đỡ đạn, ngươi có thể thử một chút ta sư huynh lợi hại hay không? Một câu hai y nghĩa. Đàm Linh bạo phát đi ra khí tức một thời gian tựa như bị ngăn chặn, tiếng thối không được. Kế ngôn lợi hại nàng tận mắt nhìn thấy, nàng chỉ có chỉ là tầng hai cảnh giới, tại kế ngôn trước mặt kia là một điểm bọt nước cũng không vẫy vùng nổi tới. Hỗn, hỗn đảng. Đàm Linh tức giận tới mức cắn răng. Kế ngôn mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ngươi chờ đó cho ta. Cái này uy hiếp nhưng so sánh Đàm Linh uy hiếp lớn hơn nhiều, Lữ Thiếu Khanh lập tức cười ha hả, sử xuất thiên ngự phong tổ truyền kỹ năng, nói sang chuyện khác, cô nàng, ngươi tới nơi này, là muốn dẫn nhóm chúng ta trên thánh sơn sao. Đàm Linh phẫn hận nói, ngươi đừng muốn cùng ta đi lên. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này. Nhưng để được Thái Bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt ta Thánh Ân sẽ so sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ Thái Bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 754, Kỳ Quái Một Vĩnh Hẹp hòi, Lữ Thiếu Khanh lúc này tuyên bố, như ngươi loại này người hẹp hòi, muốn làm thầy ta tẩu, không cửa. Đàm Linh tức bực dậm chân, bị người dạng này đùa giỡn, còn là lần đầu tiên. Cuối cùng nàng dậm chân đối kế ngôn nói, ngươi quản tốt sư đệ của ngươi ngươi sư đệ cái miệng này ra ngoài dễ dàng bị người đánh chết ngươi cũng không sợ bị liên lụy kế ngôn thật cũng không muốn nói ra lời nói nhưng nghĩ nghĩ tự mình hai sư đệ ở chỗ này ở lâu như vậy thiếu đàm linh ân tình hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở một cái nếu như có thể ngươi đem linh thạch cho hắn miệng của hắn có thể yên tĩnh đàm linh nghe xong cái này không có khả năng nàng không phải tốt tài như mạng người nhưng là cái này 20 vạn linh thạch đã cùng mặt mũi của nàng đáp lên quan hệ. Cho Lữ Thiếu Khanh, nàng mặt mũi này còn muốn hay không? Đặc biệt là, nàng đều có thể tưởng tượng ra được đem linh thạch cho Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh sẽ là một bộ dạng gì sắc mặt. Đánh chết nàng cũng không muốn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt cúi đầu. Nàng cắn răng đối kế ngôn nói, không cho, đánh chết ta cũng không cho. Lữ Thiếu Khanh lại trách cứ kế ngôn, ngươi làm gì? Lời này của ngươi nói ta giống như rất hẹp hòi bộ dáng ta sẽ là để y kia chỉ là hai mươi vạn mai linh thạch người sao trên người của ta bốn ngàn vạn nói xong lời cuối cùng ưỡn ngực phách lối sắc mặt đàm linh là càng xem càng nghĩ tại trên mặt hắn đến trên một quyền tốt cô nàng không đùa ngươi tranh thủ thời gian mang nhóm chúng ta trên thánh sơn đi lữ thiếu khanh đối đàm linh nói đàm linh hừ một tiếng không mang theo hẹp hòi lữ thiếu khanh lần nữa khinh bỉ nhắc nhở nàng nói đến thời điểm những người khác tìm ngươi phiền phức ngươi có thể ngăn cản được sao ngươi còn không phải muốn ta cái này bảo tiêu ta nhớ được ngươi đã nói tại phía trên có thể hẹn khung a à. thánh địa nơi này tôn trọng khiêu chiến cho dù là trên thánh sơn cũng sẽ không bị ngăn cản đàm linh có lòng muốn phản bác nhưng là nghĩ đến chuyện lúc trước mặc dù bắt đầu nhường nàng tức giận không gì sánh được nhưng cuối cùng nhường muốn tìm nàng phiền phức kiếm lan thôi thanh chật vật không chịu nổi đánh mặt đánh rất thoải mái nàng lần này cũng sẽ trên thánh sơn đợi một đoạn thời gian những người khác cũng là như thế đến thời điểm tránh không được sẽ bị những người khác tìm đến phiền phức có lữ thiếu khanh tại hoàn toàn chính xác sẽ tốt hơn nhiều suy nghĩ một phen đàm linh hừ một tiếng không mang theo hai chữ không còn nâng nàng xoay người sang chỗ khác buổi trưa thời điểm đến thánh sơn dưới chân tập hợp lại không đi liền không có tư cách đi lên lữ thiếu khanh lập tức đối kế ngôn nói nhìn một cái ta không đến gọi ngươi ngươi xác định vững chắc ngủ quên lữ thiếu khanh cùng kế ngôn thu dọn một phen đi theo đàm linh đi tới địa điểm tập hợp đương nhiên tập hợp chính là dự thi 49 cái tu sĩ. Giống đàm linh loại này thánh địa đệ tử, có thể tự hành lên núi, dù sao cấp trên có người. 49 cái có thể lên thánh sơn tu luyện tu sĩ, bọn hắn sẽ bị đưa đến thánh sơn chỉ định tu luyện địa phương. Cái kia địa phương có thể nói là thánh sơn trên tốt nhất địa phương một trong. Kế ngôn làm người thắng trận, không có ý định từ bỏ cái này cơ hội. Hắn không có lữ thiếu khanh nhiều như vậy tâm địa gian dảo, tìm sư muội cùng rời đi sự tình có lữ thiếu khanh đi xử ly, hắn muốn làm chính là chữa khỏi vết thương, đồng thời tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Làm lần này trong tỉ thí chói mắt nhất minh tinh, kế ngôn không thể nghi ngờ là tất cả mọi người tiêu điểm. Kế ngôn sau khi xuất hiện, rất nhiều người nhao nhao hướng về phía kế ngôn hành lễ. Kế ngôn đại nhân. Đại nhân. Gặp qua kế ngôn đại nhân. Đám người mười điểm nhiệt tình, thái độ nhiệt tình. Mặc dù có một chút thánh địa đệ tử, bọn hắn không có lại gần, nhưng đối đầu với kế ngôn ánh mắt lúc, cũng là gật đầu ra hiệu. Đây chính là hiện thực, chỉ cần có đầy đủ thực lực, vô luận ai cũng sẽ coi trọng ngươi một chút. Bất quá nhường đám người kinh ngạc, thậm chí khiếp sợ là, một vĩnh thế mà cũng tới. Một, một vĩnh đại nhân. Hắn, hắn cũng phải lên thánh sơn sao? Không thể nào, hắn không phải từ không lên thánh sơn sao? Làm sao lần này muốn lên thánh sơn? Một vĩnh xuất hiện, nhường đám người nghị luận ầm ĩ. Một vĩnh quá thần bí, không người biết lai lịch, độc lai độc vãng, làm việc tùy tâm sở dục, có thời điểm hành vi thậm chí không đem thánh địa để vào mắt. Mà lại, một vĩnh tham gia qua rất nhiều thánh địa tỷ thí, chiếm dụng danh ngạch, nhưng cho tới bây giờ không lên thánh địa. Lần này một vĩnh thế mà xưa nay chưa thấy tới đây. Liền liền một bên nhắm mắt tỉnh tọa thánh địa trưởng lão cũng không nhịn được mở to mắt, lộ ra kinh ngạc. Thậm chí có một vị thánh địa trưởng lão trước núi hỏi thăm, một vĩnh, ngươi cũng phải lên thánh sơn sao? Một vĩnh gật đầu, thái độ khiêm tốn, mỉm cười nói, chính là, phiền phức trưởng lão. Sau đó đi vào kế ngôn trước mặt, nhàn nhạt cười, kế ngôn kế ngôn ánh mắt cùng một vĩnh ánh mắt trên không trung đối bính một cái. Người bên cạnh tự hồ cảm nhận được trong không khí có một cổ vô hình ba động, người bên cạnh theo bản năng lui lại mấy bước. Kế ngôn cùng một vĩnh hai người cho người bên ngoài áp lực rất lớn. Không ít người gặp đây, trong lòng âm thầm sợ hãi tháng phục, không hổ là hai vị đại nhân, thực lực quả nhiên cường đại. Nếu như kiếm nhất đại nhân lại tới đây, nhất định sẽ càng thêm đặc sắc A. Ha ha, kiếm nhất thế nhưng là thua ở hai người bọn họ trên tay, hắn không có tư cách cùng hai vị đại nhân đặt song song kiếm nhất đại nhân làm sao lại không có tư cách rồi. Hắn mặc dù không bằng kế ngôn đại nhân, nhưng không thể so với một vĩnh trên lệch. Ta cũng là dạng này cảm thấy, dù sao cũng là thứ tư thánh tử, hắn không có tư cách, còn ai có tư cách. Ngoại trừ ba vị thánh tử cùng trước mắt hai vị đại nhân bên ngoài, những người khác sẽ không còn có người là kiếm nhất đại nhân đối thủ. Đám người thấp giọng nghị luận. Lữ Thiếu Khanh cùng Đàm Linh ở phía xa nhìn xem, bên cạnh còn có một số thánh địa đệ tử. Sư phụ của bọn hắn hoặc là trưởng bối cũng là lấy việc công làm việc tư, thừa dịp lần này thời gian khiến cái này người lên tới thánh sơn tu luyện một đoạn thời gian tại thánh địa nơi này nếu là liền điểm ấy đặc quyền cũng không có còn thế nào lăn lộn đàm linh nhìn thấy một vĩnh cũng phải lên thánh sơn cũng rất giật mình một vĩnh đại nhân muốn làm gì lữ thiếu khanh cái này xoa cầm nhìn qua một vĩnh có xúc động đi lên đem một vĩnh bắt khảo vấn một phen một vĩnh tự hồ nhận biết kế ngôn y vị này cũng biết hắn chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam lần này trên thánh sơn không chừng chính là nhằm vào bọn hắn sư huynh đệ mà tới. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng, tốt nhất đừng đến trêu chọc ta, không phải vậy giết chết ngươi. Một vĩnh tự hồ cũng phát giác được có người nhìn chầm chằm vào hắn, ánh mắt quay đầu lại. Cách xa nhau vài trăm mét, lại có thể thấy rõ ràng Lữ Thiếu Khanh. Thấy là Lữ Thiếu Khanh, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đối Lữ Thiếu Khanh cười cười. Lữ Thiếu Khanh cũng đáp lại mỉm cười, đồng thời còn khách khí chắp tay một cái, nhưng trong lòng lại là ở trong tối nghĩ đến, đến thời điểm gặp một vĩnh nên như thế nào thu dọn hắn. Tốt, nhóm chúng ta lên đi. Đàm Linh kêu gọi Lữ Thiếu Khanh. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 755, trực giác của ngươi rất chuẩn. Đàm Linh mang theo Lữ Thiếu Khanh bắt đầu lên núi. Thánh Sơn rất cao, độ cao vượt qua vạn mét, chân chính độ cao có lẽ chỉ có thánh chủ mới biết rõ. Thánh Sơn phía trên bày ra vô số trận pháp, đem che lấp, mười phần thần bí. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh phát hiện, phía trên cái gì cũng không phải là chỉ có núi rừng. Có hoang nguyên sa mạc, có rừng rậm hồ nước các loại. Mà lại cũng có rất nhiều giả thú hung thú, thân ảnh của bọn chúng mặt lướt tại Thánh Sơn các nơi, trong không khí tràn ngập nguy hiểm khí tức đàm linh một bên đi lên một bên khuyên bảo lữ thiếu khanh thánh sơn nơi này khác biệt cái khác địa phương nơi này có rất nhiều địa phương không trải qua cho phép tuyệt đối không thể tự tiện tiến vào nếu không đừng nói ngươi một cái không có thân phận bối cảnh người liền xem như ta cũng trốn không thoát trách phạt thậm chí vứt bỏ mạng nhỏ mà lại nơi này trận pháp trải rộng hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong đó ngươi đừng chạy loạn ngươi muốn đi cái gì địa phương ngươi nói cho ta ta dẫn ngươi đi lữ thiếu khanh nháy mắt mấy cái ta muốn đi đỉnh núi ngươi dẫn ta đi sao? Đàm Linh giật nảy mình, thân ảnh lay động, kém chút ngã xuống. Nàng kinh hải quay đầu lại, nhìn chồng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đối thánh địa làm ra điểm bất kính sự tình, ngươi đừng trách ta giết ngươi. Đàm Linh ánh mắt sắc bén, thần sắc túc xác Sư phụ của nàng cùng đệ nhất trưởng lão, đệ tam trưởng lão ý kiến khác biệt, tất cả thành một phái, nàng cũng cùng kiếm lan, thôi thanh nàng nhóm không hợp nhau. Nhưng là, đấu về đấu, nàng không có ý định muốn phản kháng thánh địa. Thánh địa lợi ích không cho sơ thất, nàng tuyệt đối không cho phép có người đối thánh địa làm loạn. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới Đàm Linh phản ứng kịch liệt như thế. Trong lòng nhảy một cái, âm thầm khuyên bảo tự mình, đúng a, à, trước mắt cô nàng cũng là ma tộc người. Cùng mình cũng không phải là cùng một người qua đường. Ở chỗ này, trừ của mình sư huynh sư muội, không có cái khác loài người. Tự mình ở chỗ này xem như người ngoại quốc, không thể chủ quan. Lữ Thiếu Khanh trước mặt Đàm Linh, đưa tay đào cất mũi, kích động như vậy làm gì? chỉ đùa một chút cũng không cho. Một điểm hài hước tế bào cũng không có. Đàm Linh Hồ Nghi nhìn Lữ Thiếu Khanh hai mắt, nhưng là đào cất mũi bộ dạng quá làm cho nàng buồn nôn, nàng xoay người lại, lần nữa cảnh cáo, ngươi tốt nhất là nói đùa, không phải vậy ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh quể oải nói, yên tâm, yên tâm, ta là người như thế nào, ngươi còn không rõ ràng sao. Ta đi lên nơi này chỉ là muốn nhìn một chút phía trên phong cảnh, liễu khước tâm nguyện của ta. Đàm Linh trong lòng thầm nghĩ, chính là biết rõ ngươi người nào, ta mới sợ đàm linh này lại cũng có chút hối hận mang lữ thiếu khanh đi lên vạn nhất lữ thiếu khanh tại phía trên làm ra chút gì động tĩnh lớn đến nàng muốn khóc cũng không kịp nghĩ nghĩ vì tiếng một bước chấn nhiếp lữ thiếu khanh đàm linh nói hàng tinh tất cả hóa thần tập trung ở thánh địa trong đó bọn hắn đại bộ phận cũng phía trên thánh sơn tu luyện sau đó không có nói tiếp nhưng cảnh cáo y uy hiếp mười rõ ràng hiển coi như thực lực mạnh hơn tại thánh sơn nơi này cũng phải làm cái ngoan ngoãn đứa bé lữ thiếu khanh đầu liên tục gật đầu lần nữa biểu thị tự mình đi theo đàm linh đến thánh sơn là thêm chút kiến thức tuyệt đối không muốn lấy muốn làm gì rất nhanh đi tới thánh sơn phía trên nơi này cách xa mặt đất đã không sai biệt lắm hơn vạn mét độ cao đã là được cho phép đi tới tối cao địa phương lại hướng lên cho dù là đàm linh bực này thân phận cũng không thế tùy tiện đi lên lữ thiếu khanh ngẩng đầu phía trên như là phủ lên tầng mây thật dày bầu trời không nhìn thấy có bất kỳ cảnh vật bụi mênh mông một mảnh cho người ta có một loại kiềm chế cảm giác nặng nề mà kế ngôn bọn hắn muốn đi tu luyện địa phương cũng tại trên tầng mây phương. Hắn mục đích địa, tuyệt phách liệt uyên cũng ở phía trên. Xem ra, vẫn là được đi một chuyến. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem phía trên trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Lữ Thiếu Khanh không dám thần thức liếc nhìn, nơi này coi là thánh địa hạch tâm. Quỷ biết rõ nơi này có bao nhiêu bí mật, núp trong bóng tối có bao nhiêu cao thủ. Lữ Thiếu Khanh thu hồi ánh mắt, lại phát hiện Đàm Linh mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm hoài nghi. Ngươi muốn làm gì? Lữ thiếu khanh kêu an, lần đầu tiên tới nơi này, phía trên như thế đặc thù, người bình thường đều sẽ xem a. À. Làm sao? Ngươi cứ như vậy hoài nghi ta. Đàm linh vẫn như cũ mang theo nồng đậm hoài nghi cùng cảnh giác. Lữ thiếu khanh không cách nào đã động nàng, bằng trực giác của ta, ngươi nhất định nghĩ đến chủ y xấu. Trực giác? Giá trị bao nhiêu linh thạch? Có thế ăn sao? Lữ thiếu khanh hung hăng kinh bỉ Đàm linh, ta còn trực giác còn nói cho ta, ngươi dẫn ta đi lên cũng là không có hảo y. Đàm linh nghe được câu này. Không nói nữa, xoay người sang chỗ khác, đi thôi, đi gặp sư phụ ta. Lữ Thiếu Khanh ngây dại, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghĩ xuống núi đi ngủ. Nói đùa, Thánh Địa Đệ Nhị trưởng lão, dưới một người, trên vạn người, hóa thần hậu kỳ tồn tại. Thân cư cao vị, quyền cao chức trọng, loại người này không tốt đẹp gì liên hệ. Trước đó phù doãn đều để trong lòng của hắn rụt rè, chớ nói chi là Thánh Địa Đệ Nhị trưởng lão. Đàm Linh quay đầu lại, nụ cười trên mặt rốt cuộc ẩn tàng không được, như là một đóa sáng lạng hoa hồng, ta trước nói cho ngươi, trực giác của ngươi rất chuẩn. Ta cho phép ngươi cộng lông. Lữ thiếu khanh khóc không ra nước mắt, minh bạch đàm linh y tứ. Tìm nàng sư phụ đến khi phụ hắn. Lữ thiếu khanh lui lại hai bước, ngươi bộ dáng này là không tử tế, ta cũng không có ức hiếp ngươi, ngươi đi lên liền muốn ức hiếp ta, có y tốt sao? Đàm linh miệng méo một cái, không cười được. Không có ức hiếp ta. Lời này cũng chỉ có ngươi cái này hỗn đảng mới có thể nói được. Ngươi ở phía dưới ức hiếp ta còn ít. Lần này đi vào phía trên, để cho ta sư phụ ở trước mặt ngươi lộ mặt, để ngươi biết rõ ức hiếp ta hậu quả. Không có ức hiếp ta. Đàm Linh hừ một tiếng, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, trong lòng lại dần dần bắt đầu vui vẻ. Chính ngươi làm cái gì, ngươi lòng dạ biết rõ. Lữ Thiếu Khanh vô ý thức nói, ngươi đừng nói lung tung a, à, ta và ngươi là trong sạch. Phúc. Đàm Linh muốn dùng nước bọc phun chết cái này miệng tiện Lữ Thiếu Khanh. Cho ta đi vào. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không hắn cắt dựng lên mới đi gặp đại danh đỉnh đỉnh đệ nhị trưởng lão hắn thành khẩn đối đàm linh nói đệ nhị trưởng lão sự vụ bận rộn không muốn lãng phí nàng thời gian đàm linh ha ha sư phụ bề bộn nhiều việc nhưng là nàng cố y rút ra thời gian tới gặp ngươi tranh thủ thời gian đi vào không muốn lãng phí sư phụ thời gian lữ thiếu khanh sờ soạn chính một cái khuôn mặt tự mình cái gì thời điểm có mặt mũi lớn như vậy rồi loại này lớn mặt mũi một chút đều không muốn muốn lữ thiếu khanh lại đổi qua lý do khác cô nàng nhóm chúng ta tiểu bối ở giữa sự tình ngươi gọi đại nhân ra mặt có y tốt sao thánh địa đệ tử tôn nghiêm đây mặt mũi của ngươi đây đàm linh cười lạnh đến càng thêm lợi hại đây là ngươi dạy ta có thời điểm thu dọn người không nhất định phải tự mình động thủ lữ thiếu khanh khóc không ra nước mắt tự mình dời lên tảng đá nện chân của mình ngươi nhìn cũng không giống người rất thông minh vì sao lại lĩnh ngộ nhanh như vậy đàm linh cắn răng quát đi vào không muốn lữ thiếu khanh thậm chí quay người ta muốn trở về đi ngủ. Cùng lắm thì đến thời điểm chính ta vụn trộn đi lên, không phải liền là trận pháp sao? Phá chính là. Đàm Linh sững sờ, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thái độ kiên quyết như thế. Đang lúc nàng muốn nói chút gì thời điểm, một thanh âm truyền đến, đã tới, không tiến vào ngồi một chút sao? Đàm Linh theo bản năng kêu, sư phụ. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này. Nhưng để được Thái Bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt ta thánh ân sẽ so sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 756, gặp đệ nhị trưởng lão. Thanh âm bình thản rơi vào trong tai thời điểm, Lữ Thiếu Khanh trong đầu lập tức hiện ra một cái khuôn mặt hiền hòa phụ nhân hình tượng. Nhưng rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh toàn thân lông tơ cũng dựng thẳng lên tới. Thanh âm này chủ nhân ngoại trừ là Đàm Linh sư phụ, còn có thể là ai? Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, nghĩ lập tức liền xuống núi. Nhưng là, hắn không dám. Hắn cảm thấy có một đôi mắt tại nhìn xem hắn, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lữ thiếu khanh âm thầm kêu khổ. Hắn lên núi đến, nhưng không có gặp mặt đàm linh sư phụ nhuế trưởng lão dự định. Hắn vốn nghĩ, đàm linh cho hắn tìm một cái địa phương ở lại, hoặc là dứt khoát phóng sinh hắn, nhưng hắn tại phía trên tự do hoạt động. Thật là, đường đường đệ nhị trưởng lão, về phần muốn gặp ta cái này con tôm nhỏ sao? Lữ thiếu khanh trong lòng thở dài. Không có biện pháp, đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể đủ cứng lấy da đầu đi gặp nhuế trưởng lão lữ thiếu khanh đối đàm linh nói dẫn đường đi tại phía trước một chỗ khu kiến trúc đa số dùng đến tảng đá đắp lên mà thành xa xa công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau rất nhiều ẩn thân tại trong mây mù theo đàm linh lời nói nơi này là sư phụ nàng ở lại tu luyện làm việc địa phương ba vị thực quyền trưởng lão địa phương đều không khác mấy phân biệt tọa lạc trên thánh sơn mà lại cách xa nhau không tính xa là vòng quanh thánh sơn cùng một độ cao phương hướng khác nhau lữ thiếu khanh đi tại kiến trúc bên trong cảm thụ được chung quanh nồng đậm linh lực không thể không cảm thán nơi này linh lực so với ngoại giới linh lực chẳng những nồng đậm mà lại bình thản rất nhiều dễ dàng hấp thu ở chỗ này tu luyện hoàn toàn chính xác muốn so ở phía dưới tu luyện nhanh hơn nhiều về phần kế ngôn bọn hắn đi tu luyện địa phương nghe nói còn tốt hơn theo càng ngày càng gần lữ thiếu khanh sắc mặt càng ngày càng phiền muộn ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt đàm linh phát giác được lữ thiếu khanh ánh mắt đàm linh quay đầu lại ngươi đang nhìn cái gì Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn đến nàng toàn thân không được tự nhiên. Ngươi có phải hay không nói với sư phụ ngươi ta nói xấu? Lữ Thiếu Khanh suy đoán, biểu lộ bi phẫn không thôi, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi. Đàm Linh cười lạnh, ngươi đắc tội ta nhiều chỗ đi. Ngươi bây giờ câu nói này lại đắc tội ta. Nàng cũng lười nhiều lời, tăng tốc bước chân mang theo Lữ Thiếu Khanh xuyên qua đông đảo kiến trúc, đi tới một chỗ đất trống. Đất trống đằng sau là một ngọn núi, dưới núi có một gian nhà tranh, nhà tranh phía trước dùng cây trúc hàng rào vây quanh, hình thành một cái tiểu viên sân nhỏ bên trong trồng vào một chút hoa cỏ hoa tươi nổ phóng kiều diễm ướt át mùi thơm xông vào mũi nhà tranh bên trái có một cái dòng suối nhỏ đi qua phía trên không có một cái xoay chậm chậm nguồn nước đột nhiên xem xét rất giống phổ thông nông gia tiểu viện tuyệt không giống sẽ là một vị hóa thần đại năng ở lại địa phương tiến vào nhóm về sau lữ thiếu khanh thấy được tại dây leo dưới kệ mặt ngồi một cái nữ nhân một thân trang phục màu tím làm nổi bật lên hắn khí chất cao quy nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất nhẹ nhàng loay hoay phía trước trên bàn cổ cầm linh hương mịt mờ, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập trong sân, làm lòng người bỏ thần di. Nữ nhân bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ ba bốn mươi tuổi, nhìn cùng đàm linh không sai biệt lắm, khí tức phổ thông, theo người khác, như là một vị phổ thông đại gia tộc phu nhân. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh Minh mẫn trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt rất nguy hiểm. So với hắn trước đó thấy qua hóa thần kỳ cao thủ đều muốn nguy hiểm. Yêu tộc liễu xích cũng không cho hắn loại cảm giác này. Lữ Thiếu Khanh lại nghĩ xoay người rời đi, trước mắt nữ nhân cho hắn một loại thâm viên yêu thú đang ngó chừng hắn cảm giác. Sư phụ. Đàm Linh đi vào về sau, cung kính hành lễ. Phải chú y điểm, miệng khác tiện. Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng âm thầm khuyên bảo tự mình, sau đó cũng được lễ, thái độ khiêm tốn, gặp qua đệ nhị trưởng lão. Nhớ trưởng lão ngẩng đầu lên, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Nhớ trưởng lão làn da trắng như tuyết, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, cùng nhân loại hình thể đồng dạng. Nàng khuôn mặt nhìn cũng không xuất sắc, nhưng là nếu như nhìn kỹ sẽ cảm thấy càng xem càng nén lòng mà nhìn tuyệt đối là một cái tuyệt thế mỹ nữ mà hấp dẫn người nhất là thứ nhất ánh mắt thâm thúy cơ trí tựa như có thể xem thấu thế gian vạn vật bất kỳ đồ vật cũng không cách nào trốn qua hắn con mắt lữ thiếu khanh chỉ là nhìn thoáng qua vội vàng cúi đầu không dám nhìn nhiều loại này tồn tại không có thăm dò hắn tính tình bản tính tuyệt đối không muốn lỗ mãn nhớ trưởng lão không nói lời nào chỉ là lẳng lặng nhìn xem lữ thiếu khanh nhường lữ thiếu khanh trong lòng alexander Lữ Thiếu Khanh bên này biết vâng lời, như là một cái ngoan ngoãn đứa bé, đang đợi gia trưởng dạy bảo, nhớ trưởng lão trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Đàm Linh cùng nàng nói qua liên quan tới Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn chuyện này đối với sư huynh đệ sự tình. Kế ngôn tại trong tỷ thí biểu hiện nàng nhìn, một cái tuyệt thế yêu nghiệt đánh giá tuyệt đối nên được bên trên. Mà Lữ Thiếu Khanh đây, Đàm Linh nhấc lên thời điểm, mặc dù là truyền tin, nhưng nàng có thể theo phía trên tin tức cảm thụ được đồ đệ cơn giận dữ. Nàng cũng là muốn nhìn một chút, có thể đem nàng đồ đệ tức giận tới mức dơ chân người là dạng gì lữ thiếu khanh đi vào trước mặt nàng chợt nhìn rất phổ thông thái độ đối với nàng cũng tìm không ra nửa điểm mau bệnh hoàn toàn không có đồ đệ nói tới tự đại tự luyến hèn hạ bộ dáng vô sĩ bất quá như là lữ thiếu khanh phát giác được nhuế trưởng lão không dễ chọc nhuế trưởng lão cũng có trực giác cảm thấy lữ thiếu khanh tuyệt đối không đơn giản không nói những cái khác chỉ là lữ thiếu khanh có thể ở trước mặt nàng duy trì bình tĩnh điểm này liền không tầm thường cho dù là kiếm nhất ở trước mặt nàng cũng là có mấy phần không được tự nhiên. Qua tốt một một lát, Ngế trưởng lão mở miệng, mới mở miệng liền hỏi, Trương Chính, thật là tên của ngươi sao? Ta đi. Lữ Thiếu Khanh giật nảy mình, hắn vội vàng gật đầu, "Hồi trưởng lão, đích thật là tên của ta." Nói cho hết lời, liền phát giác được một cổ áp lực, vừa vặn đối mặt Ngế trưởng lão ánh mắt. Ánh mắt lạnh nhạt, cho Lữ Thiếu Khanh áp lực lớn lao, như là xuyên thấu nội tâm của hắn. Lữ Thiếu Khanh đè xuống trong lòng kinh hoảng, nhìn thẳng Ngế trưởng lão đối sóng đánh không lại ngươi, đối mặt ta cũng không sợ ngươi. Đến, để ngươi nhìn xem ta chân thành ánh mắt. Hai người đối mặt bắt đầu, nhường bên cạnh đàm linh đối lữ thiếu khanh bội phục vạn phần. Người bình thường thật đúng là không có cái kia lá gan cùng nàng sư phụ đối mặt. Sư phụ nàng thân cư cao vị, thực lực cường đại, chỉ là dựa vào ánh mắt đều có thể giết chết người rồi. Trừ phi là cùng cảnh giới, nếu không ai có thể cùng nàng đối mặt, gánh vác được áp lực của nàng. Gây lữ thiếu khanh lại có thể làm được. Nhìn nhau mười mấy hô hấp về sau, nghế trưởng lão nhàn nhạt nói ngươi chân chính danh tự tuyệt đối không phải trương chính nói đi ngươi chân chính danh tự là cái gì lữ thiếu khanh lắc đầu tận lực để cho mình biểu lộ thành khẩn trưởng lão ta thật gọi trương chính nghế trưởng lão cười lên nàng là ai lữ thiếu khanh mặc dù không có lộ ra một điểm sơ hở nhưng cũng chính là bởi vì không có nửa điểm sơ hở mới khiến cho nàng chính khẳng định phán đoán nghĩ đến đồ đệ tự nhủ qua nàng đối lữ thiếu khanh nói ngươi thề đi lấy đạo tâm thề hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 757, không muốn giống người đồ đệ như thế hẹp hòi. Ốc này. Lão Hồ Ly A. Lữ Thiếu Khanh trong lòng kêu to, hắn miễn cưỡng gạt ra nụ cười, đối nhuế trưởng lão nói, trưởng lão cái này không cần a à. nhớ trưởng lão không nói chuyện ánh mắt chỉ là nghiêm khắc mấy phần lữ thiếu khanh chỉ có thể đầu hàng tốt a à, ta thừa nhận ta chân chính tên gọi quản đại ngưu đàm linh ở bên cạnh cũng nghe minh bạch tức đến méo mũi cái này hỗn đảng thế mà liền danh tự đều là giả quá hỗn đảng lữ thiếu khanh cười đối nhuế trưởng lão giải thích ta cũng không biết rõ cha ta nghĩ như thế nào cho ta lấy như thế một cái tên cùng khí chất của ta không có chút nào phù cho nên mới tự mình lên một cái tên khác, mong rằng trưởng lão thứ lỗi. Đàm Linh hơn ký, ngay cả ta sư phụ ngươi cũng lừa gạt. Hỗn đảng, ngươi dám gạt ta sư phụ. Đàm Linh thở phì phò trừng mắt lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lộ ra ủy khuất bộ dáng, đây không phải sự tình ra có nguyên nhân sao? Ta cũng không phải cố ý muốn lừa gạt trưởng lão. Sau đó, lại bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, đối Đàm Linh nói, ngươi vẫn là gọi ta Trương Chính đi, ta sợ ngươi gọi ta quản đại ngưu, ngươi sẽ không nín được cười. Đàm Linh hoàn toàn chính xác muốn cười, Quảng Đại Ngưu. Cái tên này cùng Lữ Thiếu Khanh làm người tính cách không có chút nào phù hợp. Quảng Đại Ngưu, nghe, trung thực đôn hậu. Nhưng Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt như hồ, hèn hạ vô sĩ, nơi nào có nửa điểm đàng hoàng bộ dáng. Dưới cái nhìn của nàng, Lữ Thiếu Khanh phải gọi Quảng Hồ Ly mới đúng. Nhớ trưởng lão vẫn là cười, nhưng trong lòng cũng không tin, là ngươi tên thật. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, đương nhiên, ta tuyệt đối không dám lừa gạt trưởng lão. Nhưng ta cảm thấy, ngươi cái tên này cũng là giả. Nhuế trưởng lão trong lòng trực giác nói cho nàng biết, Lữ Thiếu Khanh vẫn là đang nói láo, cái này tiểu tử xem xét chính là giảo hoạt người. Đàm Linh trong lòng mắng to, cái này hỗn đảng thật sự là gan to bằng trời, thế mà còn dám tiếp tục lừa gạt sư phụ nàng. Nàng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gào thét, hỗn đảng, ngươi thề, không thề, nhóm chúng ta không tin ngươi. Người nào a, à, đến cái này thời điểm, còn miệng đầy nói láo. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết, nam nhân miệng. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, trưởng lão, ngươi đem ta gọi tới nơi này, chính là nghĩ đến dạng này bức ta sao? Ngươi tốt xấu cũng là trưởng bối đi, ngươi dạng này ức hiếp ta một tên tiểu bối, có y tốt sao? Nhớ trưởng lão nụ cười không thay đổi, ánh mắt nhường lữ thiếu khanh trong lòng rụt rè, chuyện nơi đây, ngươi không nói, ta không nói, có ai biết rõ? Ta nghe ta linh mà nói ngươi cứu được nàng, ta dù sao cũng phải biết rõ đồ đệ ân nhân cứu mạng danh tự A. Không phải vậy như thế nào cảm tạ ngươi? Lữ thiếu khanh khoát tay, chẳng hề để y, tự hồ chỉ là làm một chuyện nhỏ, không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi, không cần thách khí. Đừng gặp bất bình rút đau tương trợ, chính là chúng ta vốn có phẩm chất. Dối trá gia hỏa. Đàm Linh ở bên cạnh âm thầm kinh bỉ, đừng gặp bất bình rút đau tương trợ. Ngươi là nể mặt Linh Thạch. Nếu là thấy việc nghĩa hăng hái làm, như vậy 500 vạn mai Linh Thạch có thể còn trở về sao? Nhớ trưởng lão một câu, nhưng Lữ Thiếu Khanh lập tức bưng chặt túi, cảnh giác nói, trưởng lão, không mang theo dạng này. Đây là ngươi đồ để cam tâm tình nguyện cảm tạ ta, ngươi làm sư phụ, đưa tay muốn trở về, không sợ người chê cười sao? Ngươi có thể tuyệt đối không nên giống ngươi đồ đệ như thế hẹp hòi. Dù sao cũng là đệ nhị trưởng lão A, coi như tiền lương không cao, bình thường tùy tiện tham ô một điểm, đâu chỉ 500 vạn mai linh thạch. Về phần muốn vì chuyện này tính toán chi ly sao? Hào phóng điểm, vung tay lên cho ta mấy trăm vạn mấy ngàn vạn cái gì, dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng ngươi đệ nhị trưởng lão uy phong. Nhìn xem tràn đầy cảnh giác, như là bảo hộ ăn cẩu tử, giới trưởng lão trên mặt có bao nhiêu mấy phần nụ cười không lạ đối với mình đồ để nói xem linh thạch như mạng gặp qua để y linh thạch còn không có gặp qua như thế để y linh thạch nàng lại nói nếu là ta cường ngạnh muốn về đây ngoại tào ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận lữ thiếu khanh trong lòng kêu mặt ngoài lại lộ ra đáng thương như vậy biểu lộ trưởng lão không mang theo khi dễ như vậy người ngươi một cái trưởng bối đối tiểu bối dạng này thật được không năm trăm vạn mai linh thạch bồi thường đi cái này cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào ha ha nhuế trưởng lão nhìn thấy lữ thiếu khanh đáng thương như vậy bộ dạng như là một cái ủy khuất đứa bé nàng nhìn không được cười lên lữ thiếu khanh tiến đến đến bây giờ cho nàng cảm giác rất đặc biệt đã thật lâu chưa bao giờ gặp thú vị như vậy người trẻ tuổi nhuế trưởng lão trong lòng có mấy phần cảm khái liền xem như đồ đệ bình thường cũng không dám dùng thái độ như vậy cùng ngữ khí nói chuyện cùng nàng đàm linh trước đó từng nói với nàng lữ thiếu khanh nàng đối lữ thiếu khanh một đôi sư huynh để cảm thấy rất hứng thú kế ngôn không cần nói nhiều bị đợt người xưng là thứ tư thánh tử kiếm nhất cũng không là đối thủ, kinh tài tuyệt diễm. Lữ Thiếu Khanh đây, tại thánh địa làm sự tình đều bày tỏ lấy hắn không đơn giản, giả heo ăn thịt hổ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, nàng càng thêm khẳng định. Trước mắt tiểu tử tuyệt không phải phổ thông hạng người. Nàng rất hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi vào thánh địa nơi này muốn làm gì. Theo đạo ly tới nói, bọn hắn dạng này thiên tài, hẳn là sớm dương danh mới đúng, mà không phải một mực yên lặng vô văn, thẳng đến lần này mới bị người biết. Nhớ trưởng lão duỗi ra thon dài trắng tinh ngón tay nhẹ nhàng kích thích một cái dây đàn, dây đàn phát ra một tiếng thanh thúy tiếng đàn, nàng cười đối lữ thiếu khanh nói, liền xem như cảm tạ thù lao, 500 vạn mai linh thạch, có hơi nhiều a. À. Lửa Lữ thiếu khanh không đồng ý dạng này thuyết pháp, hắn hỏi lại nhớ trưởng lão, trưởng lão, hẳn là ngươi cảm thấy đồ đệ của ngươi tính mạng không đáng 500 vạn mai linh thạch sao? Nhớ trưởng lão nhịn không được, cười ha ha một tiếng, lại kích thích một cái dây đàn, ngươi ở trước mặt ta cũng không cảm thấy ngại đẩy kế phản gián. Lữ thiếu khanh phủ nhận, không dám, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu là ta có đồ đệ, có người cứu được hắn, đừng nói 500 vạn mai linh thạch, liền xem như một 000 vạn, một cái mục tiêu nhỏ ta cũng cho. Lại nhiều linh thạch cũng so không lên đồ đệ quy giá. Đàm linh biểu môi, nàng cũng không tin. Dưới cái nhìn của nàng, lữ thiếu khanh vì linh thạch, đồ đệ cái gì tuyệt đối có thể bán. Nhớ trưởng lão nhìn như lơ đảng, lại kích thích hai lần dây đàn, nhìn xem lữ thiếu khanh, cười hỏi, y của ngươi là, ta còn phải cho ngươi linh thạch cảm tạ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này xoa lên tay đến, nụ cười tại Đàm Linh nhìn 10 điểm dâm đảng vô sĩ, nếu như muốn cho, ta cũng không tiện cự tuyệt. Trưởng giả ban thưởng, không dám từ. Sau đó đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua nhuế trưởng lão, trưởng lão, không biết rõ ngươi định cho bao nhiêu đây. Đàm Linh nổi giận, ngươi còn tưởng là thật rồi. Đạp trên mũi mặt đúng không? Nàng gầm thét, ngươi cũng không ngại mất mặt. Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng, phản bác Đàm Linh, có linh thạch cầm, có cái gì mất mặt? Tranh tranh, bỗng nhiên vang lên một tiếng tiếng đàn đàm linh phát hiện lữ thiếu khanh ánh mắt có chút không đúng đóng lấy sư phụ nàng thanh âm mịt mờ vang lên ngươi đến thánh địa mục đích là cái gì máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh ân sẽ so sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chảy đầu sẽ không rơi chương 758, bị sáo thoại lữ thiếu khanh con mắt đã mất đi tiêu điểm mờ mịt đứng đấy Đàm Linh trong nháy mắt nhìn về phía mình sư phụ. Sư phụ nàng nhuế trưởng lão đã ngồi ngay ngắn, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Trong nội tâm nàng nhảy một cái, bất tri bất giác bên trong, sư phụ của nàng đã đem Lữ Thiếu Khanh khống chế được. Sư phụ là muốn hỏi rõ ràng cái này hỗn đản đến thánh địa mục đích sao? Đàm Linh nhìn qua một đôi mắt đã mất đi linh tính, đờ đẫn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng có chút phức tạp. Bất quá phức tạp một cái, nàng rất nhanh cao hứng trở lại, cái này hỗn đản vẫn là đưa tại sư phụ trên tay. Nàng cũng vẫy tay, thật chặt nhìn xem lữ thiếu khanh nàng cũng rất muốn biết rõ lữ thiếu khanh cùng kế ngôn lai lịch đi vào thánh địa muốn làm gì lữ thiếu khanh tựa hồ lâm vào khó xử trên mặt lộ ra mấy phần vẻ giải dụa nhuế trưởng lão thấy thế lần nữa kích thích dây đàn trong trẻo mê hồn tiếng đàn vang lên lữ thiếu khanh trên mặt vẻ giải dụa thối lui hắn chậm rãi mở miệng ta đến thánh địa nghĩ đến mang cái thánh nữ người ứng cử trở về đàm linh nghe vậy cả kinh kém chút nhảy dựng lên há to mồm muốn kêu lên trời đánh hỗn đảng ai cho ngươi dũng khí lừa gạt thánh nữ người ứng cử trở về trở về làm gì lộng quyền lữ vẫn là làm tỳ nữ nhuế trưởng lão trừng nàng một cái mới khiến cho nàng vội vàng che miệng không có la lên đàm linh trong lòng cũng minh bạch nàng đối nhuế trưởng lão nói sư phụ còn có sự kiện không có nói cho ngươi biết ta tại lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm hắn liền hỏi ta liên quan tới tuyệt phách liệt quyên tình huống nhuế trưởng lão gật đầu thì ra là thế trong nội tâm nàng có mấy phần tin tưởng đón lấy nàng lại hỏi tại sao muốn tìm thánh nữ người ứng cử mang về làm gì lữ thiếu khanh chậm rãi mở miệng thanh âm từng chữ nói ra trả lời cũng không nhanh bất quá hắn ngữ khí để lộ ra một cổ cùng ngạo giống ta loại này ngút trời kỳ tài đánh thấp thiên hạ vô địch thủ cũng chỉ có thánh địa thánh nữ xứng đi theo bên cạnh ta nhưng là tìm thánh nữ sợ rằng sẽ đắc tội thánh địa cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác quỷ khuất một cái chính mình vô sĩ không biết xấu hổ đàm linh trong lòng vạn phần kinh bỉ ngươi tính là gì ngút trời kỳ tài sư huynh của ngươi mới là. a à, đúng, ngươi vô sĩ, ngươi hèn hạ xác thực có thể nói là ngút trời kỳ tài, không ai so ra mà vượt ngươi. Lữ thiếu khanh lời này cũng làm cho nhuế trưởng lão trầm mặt một cái. Da mặt này đúng là dày. Ngươi đến từ phương nào thế lực? Nhuế trưởng lão tiếp tục hỏi, nàng ngược lại muốn xem xem là dạng gì thế lực có thể bồi dưỡng được loại này da mặt dày vô sĩ hạng người. Lữ thiếu khanh nghe vậy, hai tay của hắn ôm đầu, lộ ra vẻ thống khổ, không, không thể nói, không thể nói nhìn thấy lữ thiếu khanh dãy dụ bộ dạng nhớ trưởng lão trong lòng giật mình vội vàng kích thích dây đàn vài tiếng tiếng đàn an ủi lữ thiếu khanh sư phụ cái này giới trưởng lão nhìn xem dần dần an tĩnh lại lữ thiếu khanh nàng lắc lắc đầu nói lai lịch của hắn không thể hỏi nghĩ đến hẳn là lập xuống qua lời thề không thể tùy y lộ ra tự thân lai lịch phủ nhận sẽ gặp phải phản vệ liền xem như sư hồn cũng không được đàm linh có mấy phần thất vọng xem ra là không thể biết rõ lữ thiếu khanh cùng kế ngôn lai lịch đợi một một lát nhớ trưởng lão đổi hỏi đến đề ngươi dự định như thế nào đem thánh nữ người ứng cử lừa gạt trở về lữ thiếu khanh sắc mặt trắng bệch chậm rãi trả lời nhớ trưởng lão vấn đề dùng ta anh tuấn anh tuấn bề ngoài đem nàng mê đến thần hồn điên đảo về sau nhường nàng ngoan ngoãn đi theo ta trở về cho dù là nhế trưởng lão cũng bó tay rồi đàm linh lại có cào người xúc động loại này mặt dày vô sĩ ngươi cũng nói được đi ra ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem ngươi là cái dạng gì ai sẽ ưa thích một cái vô lại gia hỏa bất quá đàm linh đối với lữ thiếu khanh bề ngoài tìm không ra mau bệnh đích thật là đẹp trai bất người so với thánh địa nơi này khắp nơi lại đen lại thô lỗ đại lão to đẹp mắt quá nhiều nhưng mà lữ thiếu khanh tính cách đàm linh một vạn cái không dám gật bừa tiếng đàn lại vang lên nhớ trưởng lão tiếp lấy kế tiếp vấn đề ngươi là có hay không sẽ gây bất lợi cho thánh địa lữ thiếu khanh lắc đầu sẽ không nhưng là nếu có cơ hội ta sẽ cho kiếm gia thôi gia bọn hắn một chút giáo huấn ân quán cá nhân nhớ trưởng lão gật đầu đối phó kiếm gia thôi gia đây là ân oán cá nhân, nàng sẽ không ngăn cản. Thậm chí, nếu như có thể, nàng không ngại cho một điểm trợ giúp. Ai bảo thứ nhất, đệ tam trưởng lão cùng nàng là đối thủ cạnh tranh đây. Đón lấy, nàng hỏi một vấn đề cuối cùng, ngươi chân chính danh tự. Lữ Thiếu Khanh. Ta đi. Đàm Linh song quyền nắm chặt, hận không thể thừa này cơ hội đập chết trước mắt cái này hỗn đảng. Quá phận. Nhế trưởng lão cũng là thật lâu im lặng. Lần thứ nhất, lần thứ nhất có người có dũng khí dạng này lừa nàng cuối cùng, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi lấy đạo tâm thề, ngươi lấy đã nói đều là thật. Đàm Linh lập tức lo lắng, sư phụ, cái này. Nếu như Lữ Thiếu Khanh phía trên có nửa câu lời nói dối, Lữ Thiếu Khanh thề, hắn liền phế đi. Nhế trưởng lão nhàn nhạt nói, nếu như hắn nói là giả, hắn sẽ không thề. Đây mới thật sự là lão hồ ly, cho dù đối với mình thủ đoạn lòng tin 10 phần, nàng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhất định phải làm được nhiều phiên thăm dò, nàng mới có thể tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi giơ tay lên, thầy nói ở trên đều là thật nhuế trưởng lão nghe được trên mặt tươi cười thật lòng nụ cười nhường nàng xem ra 10 điểm động lòng người chung quanh tựa hồ cũng bởi vì nụ cười của nàng trở nên dương quan sáng lạn nàng tin lữ thiếu khanh nói lời công một tiếng vội vàng tiếng đàn vang lên tràn ngập sát phạt lữ thiếu khanh bên này ánh mắt khôi phục hắn ồ lên một tiếng sau đó nhìn qua nhuế trưởng lão nghi ngờ hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì ta cảm giác được đầu của ta có chút đau nhuế trưởng lão mỉm cười có sao kỳ quái Lữ Thiếu Khanh nói thầm, sau đó lần nữa xoa xoa tay hỏi Nhuế trưởng lão, trưởng lão, vừa rồi ngươi nói muốn cho Linh Thạch. Nhuế trưởng lão bó tay rồi, đối mặt dạng này Lữ Thiếu Khanh, nàng hơi có chút bất đắc dĩ, ta chỉ là một giả thiết. Đồ đệ mình cũng cho 500 vạn mai Linh Thạch, nàng cũng không phải oan đại đầu. Ta không nên quay lại cũng đối ngươi mở ra một con đường, ngươi còn dám hỏi ta muốn. Lữ Thiếu Khanh phiền muộn, mười điểm thất vọng nói, ai, còn tưởng rằng ngươi cái này là sư phụ sẽ yêu thương đồ đệ. Nhuế trưởng lão có chút muốn đánh người. Lữ Thiếu Khanh tự hồ nhớ ra cái gì đó, hắn chỉ vào đàm linh đối nhuế trưởng lão nói, trưởng lão, ta muốn cáo trạng. Nàng thiếu ta 20 vạn mai linh thạch không cho ta. Đàm linh nâng tráng, hỗn đảng A, à, nguyên lai ngươi nói là thật. Ta muốn đánh chết ngươi. Câm miệng cho ta. Đàm linh gầm thét. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cáo hình, trưởng lão, ngươi xem một chút, thiếu nợ còn như thế phách lối, ra ngoài dễ dàng bị người đánh chết. Cũng may mà gặp được ta loại này hiền lành chủ nợ, ai, người hiền bị bắt nạt. Nhớ trưởng lão càng muốn đánh hơn người, nghĩ nghĩ, ném đi một khối lệnh bài cho Lữ Thiếu Khanh, ngươi cứu được Linh, ta cũng không thể cái gì biểu thị cũng không có, khối này lệnh bài có thể để ngươi trên Thánh Sơn tự do hoạt động. Những này thời gian bên trong, ngươi liền trên Thánh Sơn dạo chơi đi, nhưng là ta không hy vọng ngươi cho ta dẫn xuất phiền phức tới. Tranh thủ thời gian đuổi cái này ra hỏa ly khai đi, chướng mắt. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, hắn đang lo chuyện này đây, hắn lúc này đem lồng ngực đập đến phanh phanh rung động, trưởng lão yên tâm, con người của ta rất gan nhỏ sợ phiền phức, thuần khiết thiện lương, sợ nhất chính là cho người ta phiền phức. Bất quá, nàng thiếu ta 20 vạn linh thạch. Ra ngoài. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 759, nguy hiểm nhất một lần. Nhớ trưởng lão phất phất tay, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có một số việc muốn bàn giao linh. Lữ thiếu khanh ly khai, nhớ trưởng lão vung tay lên, một đạo trong suốt bình chứng dâng lên, phòng ngừa bị người nghe lén. Sau đó trên mặt uy nghiêm chi sắc rút đi, trên mặt nhiều hơn mấy phần nhu hòa, đối đàm linh phân phó, đoạn này thời gian ngươi ngay ở chỗ này nắm chặt tu luyện đi. So với kiếm nhất, thực lực ngươi quá yếu. Đàm linh cũng có mấy phần bất đắc dĩ, nàng tuổi tác chỉ là so kiếm nhất tiểu thập nhị tuổi, nhưng kiếm nhất đã là nguyên anh bảy tầng cảnh giới nàng còn chỉ là tầng hai cảnh giới hoàn toàn chính xác cách biệt quá xa bất quá đây cũng là không có biện pháp kiếm nhất đạt được kiếm gia toàn lực bồi dưỡng thiên phú lại tốt tu vi cảnh giới tăng lên nhanh như vậy cũng là hợp tình hợp lý ta nếu là có thể ăn nhiều một chút đang dược ta sẽ không kém kiếm nhất bao nhiêu đàm linh nhịn không được nói điểm ấy nàng không phục nhưng mà nhuế trưởng lão lắc đầu nói dựa vào đang dược ngày sau đi không xa nhìn thấy kế ngôn thực lực sao ta có dũng khí khẳng định, kế ngôn tuyệt đối không có dựa vào đang dược đến đề thăng cảnh giới tu vi, cho nên hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại kiếm nhất. Đàm Linh không có cách nào phản bác. Kế ngôn quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Vừa nhắc tới kế ngôn, Đàm Linh không thể tránh khỏi nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh. Nàng đưa ra nghi vấn của mình, sư phụ, ngươi đem lệnh bài cho hắn làm cái gì? Hắn lại tới đây vốn là không có hảo y, có lệnh bài, hắn biết bơi cá đến nước, trị lên phá hư đến, hắn càng thêm nhẹ nhõm nhuế trưởng lão cho lệnh bài cũng không phải phổ thông lệnh bài kia là đại biểu cho đệ nhị trưởng lão thân phận lệnh bài nắm lấy cái này mai lệnh bài đại biểu cho lữ thiếu khanh là nhuế trưởng lão người có nó thánh địa nơi này rất nhiều địa phương lữ thiếu khanh đều có thể đi đàm linh không minh bạch lữ thiếu khanh không có hảo y thân là đệ nhị trưởng lão sư phụ chẳng những không có dự định thu dọn lữ thiếu khanh ngược lại còn cho hắn lệnh bài đây không phải trợ trụ vi ngược lửa đổ thêm dầu sao đến thời điểm xảy ra chuyện sẽ tính tại nhuế trưởng lão trên đầu Nhuế trưởng lão mỉm cười, ngữ khí tràn đầy chờ mong cùng tự tin, thật lâu chưa từng gặp qua thú vị như vậy tiểu gia hỏa, nhưng hắn ở chỗ này xông xáo, ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể làm cái gì. Không cho hắn lệnh bài, ta như thế nào tìm đạt được hắn. Tự tin, nguồn gốc từ thực lực bản thân. Nhuế trưởng lão có lòng tin, Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này lại hành hạ như thế, cũng trốn không thoát nàng ngủ chỉ sơn. Không lật được trời. Đàm Linh ăn nhiều giật mình, sau đó đối với mình sư phụ bội phục vạn phần. Sư phụ an Minh cho lệnh bài Lữ Thiếu Khanh, tương đương với cho Lữ Thiếu Khanh một cái thiết bị truy tìm, vô luận chạy đến đâu bên trong, chỉ cần một cái y niệm trong đầu liền có thể tìm được. Thuận tiện mau lẹ, đỡ tốn thời gian công sức. Bất quá, Đàm Linh lại chần chờ, vạn nhất hắn gây đại họa đây. Lữ Thiếu Khanh hiện tại là bị coi là nàng bên này người, đến thời điểm gây họa là sẽ tính tại trên đầu nàng. Nhớ trưởng lão cười lên, thần sắc tự tin càng đậm, dù là hắn đi trêu chọc thánh chủ, chỉ cần ta nghĩ, ai cũng không giết được hắn, nàng ngẩng đầu nhìn phía trên như là tầng mây thật dày che chắn thánh sơn ánh mắt bên trong có không đồng dạng quan mang không ai biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì nhưng là sư phụ đàm linh bên này không có chú ý tới sư phụ động tác nàng lo lắng nếu như là dạng này phải bỏ ra không ít đại giới a thánh địa nơi này cũng không phải là bền chắc như thép có khác biệt phe phái khác biệt thực lực dây dưa cùng nhau kiềm chế lẫn nhau cho dù là đệ nhị trưởng lão cũng không phải tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm muốn làm một ít sự tình, cũng phải phải bỏ ra một chút đền bù mới có thể làm được. Nhớ trưởng lão nghe ra đàm linh ngoài y muốn chi y, ngươi muốn cùng hắn. Đàm linh không có dấu giếm, chi tiết nói, đúng vậy, ta muốn cùng hắn, để tránh hắn gây đại họa, cho sư phụ rước lấy phiền phức. Nhớ trưởng lão nhìn xem đàm linh, đàm linh cúi đầu, không dám đối mặt. Nhớ trưởng lão sắc mặt có mấy phần cổ quái, cuối cùng đồng y, tốt a, à, theo ngươi. Mà ở bên ngoài, lữ thiếu khanh sau khi đi ra, cái trán một nháy mắt liền toát ra mồ hôi. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm mắng một câu, trong lòng sợ không thôi. Hắn dùng tay chuyển chính một cái trên tay trữ vật giới chỉ, hắn tự hồ còn có thể cảm thụ được trữ vật giới chỉ hỏa nhiệt nhiệt độ. Vừa rồi nếu như không phải trữ vật giới chỉ phát nhiệt tỉnh lại hắn, lai lịch của hắn liền sẽ bị nhuế trưởng lão biết. Thân phận của hắn, hắn mục đích, một khi lộ ra ánh sáng ra, hắn cùng kế ngôn chết chắc. May mắn tại thời khắc mấu chốt, trong tay trữ vật giới chỉ có tác dụng vừa rồi có thể nói là Lữ Thiếu Khanh đi vào hàng tinh sau nguy hiểm nhất một lần. Hơi không cẩn thận liền sẽ lộ ra chân ngựa, tại nhớ trưởng lão loại này tồn tại trước mặt, hắn cùng kế ngôn cộng lại cũng không là đối thủ. Lữ Thiếu Khanh lại sờ soạn một cái trữ vật giới chỉ, trong lòng thầm nghĩ, xem ở ma quỷ tiểu đệ ngươi như thế ra sức, lần sau liền thiếu đi mắng ngươi hai câu đi. Bất quá cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Lữ Thiếu Khanh xuất ra nhuế trưởng lão cho hắn lệnh bài. Vuông vứt, màu đen màu lót, mặt ngoài khắc lấy một cái nhuế chữ, bốn phía thì là các loại. Núi La Sơn, mười năm có một đêm trăng tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nở một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 760, phái một cái camera đi theo. Đàm Linh trên mặt không có bao nhiêu nụ cười, trong mắt ngược lại ẩn giấu đi lửa giận. Mặc dù rất muốn cười lời nói Lữ Thiếu Khanh, nếu như lữ thiếu khanh tên thật là quảng đại ngưu đàm linh không phải hảo hảo trò cười nhưng là liền liền quảng đại ngưu cái tên này đều là giả cái này khiến đàm linh có muốn đánh người xúc động cái này hỗn đảng thế mà liền danh tự đều muốn dùng giả lừa gạt người hơn nữa còn là hai cái tên giả nếu như không phải sư phụ nàng xuất thủ chụp vào lữ thiếu khanh nói thật nàng khẳng định sẽ bị lừa gạt đáng tiếc lữ thiếu khanh chân chính danh tự nàng không thể để cho ra không phải vậy tất nhiên sẽ nhường lữ thiếu khanh hoài nghi cho nên nàng cảm thấy vẫn là gọi hỗn đảng tốt. dù sao ở trong mắt nàng, lữ thiếu khanh là một cái chân chính hỗn đảng. lữ thiếu khanh tiếp tục nói, đừng kêu hỗn đảng a, à, ngươi đây là thành kiến, ngươi đổi qua khác danh tự cũng được. không có khác tên, ta gọi ngươi hỗn đảng, ngươi còn có thể thế nào? đàm linh cố ý khiêu khích, ngươi không phải nói muốn đi tìm sư phụ ta cáo trạng sao? sư phụ ta bây giờ còn đang chỗ ấy, ngươi đi đi. lữ thiếu khanh trong lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra, xem ra vừa rồi biểu diễn của hắn rất thật, có thể cầm thưởng hẳn là lừa qua đàm linh cùng nàng sư phụ. Lữ thiếu khanh rụt đầu, trưởng lão nàng bận rộn như vậy, ta sẽ không quấy rầy nàng. Đàm linh như là đắc thắng tướng quân, đắc y, ngạo kiều hừ một tiếng. Nhẹ nhàng thở ra lữ thiếu khanh, trong lòng cũng tạm thời lỏng bắt đầu, hắn đối đàm linh nói, tốt, cô nàng, ngươi an bài cho ta cái chỗ ở đi, sau đó ngươi đi giúp ngươi. Đàm linh càng thêm đắc y, thậm chí cười, sư phụ ta nói qua, ngươi tại thánh sơn thời gian bên trong, ta phải nhìn chầm chầm ngươi, để phòng ngươi làm cái gì chuyện xấu. Lữ Thiếu Khanh ngây dại, hắn hiện tại cảm giác tựa như là Thánh Sơn sụp đổ, đem hắn chôn. Hắn ở trong lòng mắng to. Hèn hạ A. À. Ta đang kỳ quái lệnh bài làm sao ra không ra vấn đề tới. Nguyên lai like phái một cái di động camera tới canh chừng lấy hắn, hơn nữa còn là HD. Cần thiết hay không? Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng hung hăng khi dễ nhuế trưởng lão. Hắn có lý do tin tưởng, nhuế trưởng lão khẳng định là nhìn hắn soái ca, cho nên mới muốn như vậy đề phòng hắn. Cho mình một cái lệnh bài nói trên Thánh Sơn có thể thông hành không trở ngại, có thể tại Thánh Sơn nơi này dạo phố. Kết quả đây, lại phái đồ đệ của mình đến đi theo hắn, dám thị hắn. Cái này không phải liền là lại làm lại lập sao? Kinh bỉ A, vạn phần kinh bỉ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tức giận bất bình. Nhưng là, hắn đối với cái này nhưng lại không thể thế nhưng. Hắn hiện tại liền liền hỏi đợi nhớ trưởng lão cũng chỉ dám ở trong lòng ân cần thăm hỏi, liền thốt một tiếng cũng không dám. Lữ Thiếu Khanh u oán nhìn xem đàm linh, hung hăng chửi bậy lấy đàm linh, cần thiết hay không? Ngươi nhìn ta chỗ nào giống người xấu, cần dạng này thiếp thân nhìn chằm chằm. Đàm Linh ăn ngay nói thật, ta xem ngươi chỗ nào cũng giống như người xấu, trên người ngươi mỗi một chỗ cũng giống như người xấu, ngươi liền liền hô hấp cũng là tà ác. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, mười điểm thất vọng, ta coi là nhóm chúng ta đã là bằng hữu, không nghĩ tới ngươi đối ta cái nhìn thì ra là như vậy. Quá làm cho người ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, thở dài một tiếng, thôi, thôi, xin từ biệt đi người ta lại không liên quan ta đi nhìn xem lữ thiếu khanh xoay người rời đi đàm linh ngây ngẩn cả người đây coi là cái gì chia tay sao phi tay cũng không có kéo qua sao là chia tay nói chuyện ngươi muốn đi đâu đàm linh theo bản năng hỏi đi a à, ta còn ở lại chỗ này làm gì tiếp tục bị ngươi làm người xấu đến đối đãi sao đối ta không có nửa điểm tín nhiệm lòng ta thật lạnh thật lạnh lữ thiếu khanh thanh âm tràn đầy bi thương ta hiện tại liền xuống núi đi tự mình tìm địa phương đi trị liệu lòng ta tổn thương, ngươi đừng đi theo ta. Ta và ngươi không còn có quan hệ. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, nghe Lữ Thiếu Khanh bi thương ngữ khí, Đàm Linh trong lòng sinh ra một cổ ấy nấy. Hẳn là chính mình nói quá hại người, nhưng hắn đau lòng thành dạng này. Đàm Linh đuổi theo, cẩn thận nghiêm túc hỏi, ngươi thật muốn xuống núi. Nói nhảm, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đừng đi theo ta. Lữ Thiếu Khanh tăng tốc bước chân, tự hồ mười điểm ghét bỏ Đàm Linh. Đàm Linh trong lòng càng thêm ấy nấy, tự mình đã thương hắn sao giọng nói của nàng ấy nấy tốt a à, ngươi đi xuống đi ngươi tại chính thánh địa hảo hảo đi dạo đi bất quá ngươi phải đem sư phụ ta lệnh bài trả lại cho ta làm gì lữ thiếu khanh càng thêm bi phẫn ngươi liền cái này đều muốn lấy về ngươi còn là người sao đàm linh nói lệnh bài không cho phép mang xuống núi lữ thiếu khanh lúc này thần sắc biến đổi vừa rồi bi phẫn biểu lộ lập tức biến mất không thấy gì nữa đối đàm linh nói ngươi an bài cho ta chỗ ở đi Đàm Linh ngốc ngốc nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nàng hiểu được. Nộ hướng bay thẳng tráng, hỗn đảng, ngươi mới vừa rồi là muốn mượn cơ hội hất ta ra. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, phủ nhận, nào có, ngươi đừng tự mình đa tình. Nhìn xem Đàm Linh bị tức đến toàn thân run rẩy, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhắc nhở, đừng hồ nháo a, nơi này là sư phụ ngươi địa phương, ngươi phá hủy, ngươi làm sao hướng sư phụ ngươi bàn giao. Đàm Linh nhìn xem cười đến rất tiện Lữ Thiếu Khanh, nàng rất có xúc động xuất ra trường cầm giết chết Lữ Thiếu Khanh nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng nói không sai, lục phẩm trường tầm uy lực quá lớn, ở chỗ này đánh nhau, chung quanh kiến trúc xác định vững chắc gặp nạn. Mất mặt sẽ là sư phụ nàng. Đàm Linh rất chật vật nhìn xuống muốn giết người xúc động, lạnh lùng cắn răng, đem Lữ Thiếu Khanh đưa đến một chỗ đơn sơ nhất vắng vẻ địa phương. Vốn là nghĩ nhục nhã một phen Lữ Thiếu Khanh, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh đối với cái này hết sức hài lòng. Nơi này cự ly nhuế trưởng lão chỗ ấy cự ly rất xa, 10 điểm thuận tiện hắn hành động. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm ghét bỏ chạy đến trên giường nằm xuống, đàm linh cũng không có tính tình nàng muốn cho lữ thiếu khanh chế tạo điểm phiền phức rất khó nàng dứt khoát quay người ly khai nàng liền tại phụ cận tìm một chỗ địa phương ở lại cự ly không xa nàng có tự tin đến thời điểm lữ thiếu khanh hơi có chút gió thổi cỏ lay, nàng đều có thế phát giác đợi đến đàm linh ly khai về sau lữ thiếu khanh mở to mắt thở dài phiền phức a đàm linh theo bên người hắn làm sự tình đến liền khá là phiền toái tính toán thời gian thánh an tuyển chọn còn có một hai tháng thời gian liền kết thúc hắn nhất định phải tại đoạn này thời gian bên trong tiến vào tuyệt phách liệt viên một lần ma tộc tuyển chọn xưa nay không là chạm đến là thôi không tồn tại hữu nghị để nhất tranh tài thứ hai ma tộc tuyển chọn là đẫm máu thua trận người là phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống tiêu y mệnh giảng bây giờ còn chưa có vấn đề gì nhưng là theo thời gian trôi qua cạnh tranh sẽ càng phát ra kịch liệt chỉ có chút cơ kỳ tiêu y liền sẽ càng phát ra nguy hiểm lữ thiếu khanh suy tính nửa ngày sau đá một cước bên cạnh học theo học hắn nằm tiểu viên hầu đi một bên sau đó đi vào ngoài phòng bắt đầu kiểm tra chung quanh cùng bố trí trận pháp trên thánh sơn lữ thiếu khanh không đồng ý tiểu viên hầu trong rừng rậm giả dẫn đến tiểu viên hầu 10 điểm nhàm chán vừa vặn nhìn thấy lữ thiếu khanh bố trí trận pháp nó nhàn rỗi vô sự liền đi theo bên cạnh nhìn nhìn một một lát nó cảm giác được lưng phát lạnh ngẩng đầu nên tiếp lữ thiếu khanh ánh mắt muốn học tiểu viên hầu lắc đầu không ta cảm thấy ngươi muốn học đến đây là trận pháp cơ sở cuối cùng quyết ngươi bây giờ liền mở cho ta bắt đầu học học không được ta liền thiến ngươi. Núi La Sơn, mười năm có một đêm trăng tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nở một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc.